chiều 16 tháng 1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về vụ án gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức do Trần Thị Ngọc Trinh và Trần Xuân Đông thực hiện. Theo đó, vào ngày 19 tháng 10 năm 2023, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng và Trần Xuân Đông về tội gây rối trật tự công cộng và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã thu giữ 3 xe mô tô không rõ nguồn gốc, một flycam là phương tiện phục vụ hành vi gây rối trật tự công cộng của bị can, nhiều giấy tờ xe giả và nhiều thiết bị điện tử tăng vật liên quan đến vụ án. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đã ra kết luận điều tra vụ án, đề nghị truy tố Trần Thị Ngọc Trinh về tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318 Bộ luật hình sự và Trần Xuân Đông về tội gây rối trật tự công cộng theo điều 318 Bộ luật hình sự và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức theo điều 341 Bộ luật hình sự. Trong quá trình làm việc với cơ quan công an, Trần Thị Ngọc Trinh, Trần Xuân Đông đã nhận thức được hành vi vi phạm luật của mình và bày tỏ mong muốn nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Một vụ chém giết người đã được camera của một hộ dân ở thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ghi lại vào rạng sáng ngày 6 tháng 1. Hiện lực lượng chức năng tỉnh An Giang đang truy bắt để xử lý nhóm đối tượng gây ra vụ án mạng nghiêm trọng này. Theo camera ghi lại, một thanh niên mặc áo khoác đen, đầu đội nón bảo hiểm bị một thanh niên cầm hung khí là dao tự chế giật đuổi. Khi đuổi kịp, thanh niên cầm hung khí chém liên tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân thua mình khi bị chém, chỉ biết kêu la thảm thiết van xin tha mạng. Vài giây sau, hai thanh niên khác chạy xe tới, tay cầm hung khí tiếp tục chém vào nạn nhân. Phát hiện qua camera, nhóm thanh niên đã kéo nạn nhân đến chỗ khuất tiếp tục chém. Chưa đầy một phút, nhóm thanh niên đã chém tới 21 nhát dao vào người nạn nhân. Đến khi thấy nạn nhân gục tại chỗ, ba thanh niên liền bỏ chạy khỏi hiện trường, còn nạn nhân sau khi bị chém đã tử vong tại chỗ. Theo nguồn tin riêng của báo Người Lao Động, hai trong số ba nghi phạm gây ra vụ chém người nêu trên đã bị lực lượng chức năng bắt giữ. Tối 16 tháng 1, Công an huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra vụ nhân viên quán cà phê nghi bị sát hại cướp tài sản. Theo thông tin ban đầu, vào trưa cùng ngày, một thanh niên đi bộ lên quán cà phê ở quốc lộ 22, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn. Người này sau đó nghi đã dùng hung khí sát hại chị P, 22 tuổi, là nhân viên quán cà phê để cướp xe máy Honda SH rồi chạy về hướng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thấy năm thanh niên rời đi với dáng vẻ hoảng hốt, người dân chạy đến thì chị P đã nằm gục thoi thóp. Mọi người đưa chị đi bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên đã không qua khỏi. Lực lượng chức năng chuyên môn của Hóc Môn đã có mặt phong tỏa, lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc. Được biết, chỗ chị P bị sát hại được một người thuê lại khoảng 1 năm nay.